Thạch Liên là một xã thì thuần nông, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp quanh năm với lúa với rau màu, nhưng mà qua mấy năm là trở lại đấy thì nhiều gia đình là phát triển cái mô hình nuôi bồn 3B này. Thì mô hình này thì chỉ bước đầu mới được 3 đến 5 hồ. Từ năm 2019 đến 20 thì bắt đầu là các hồ nhân nhóm lên thì hồ nuôi nhiều, thì từ năm quá trình chăm sóc nuôi dưỡng thì bò phát triển rất tốt. Và cái đề kháng của bò 3B này thì nó chịu cái đề kháng rất cao, bệnh tật thì ít. Và thứ hai là cái thức ăn chủ yếu của bò 3B này thì nó ăn rất là tạp ăn cỏ rồi rơm rạ các loại, thì là cái chất đồ nữa thì là rất tạp ăn. Ngoài cái cảm công nghiệp rồi là bò 3B.